Tiếp tục là lại là VinFast nha anh em ơi. Đây, hôm nay trước VinFast VF6 thì có qua bên em để mà dán lại nguyên cái bộ phim cách nhiệt của chiếc xe. Thì cái này xuất xưởng từ hãng ra thì cái con này thì hai cái kính sau này, cái kính hậu nó sẽ là kính đen rồi, nhưng mà hai cái trước thì nó vẫn là kính trắng. Và chưa tất cả các xe khi mà xuất xưởng thì chưa được trang bị phim cách nhiệt, mà vào cái mùa hè nắng nóng như này thì rất là, anh em đi ngoài trời thì đúng thật ra đi mà nó nắng rất là nóng, và thứ hai điều hòa hoạt động thì hết công suất luôn mà vẫn không thấy mát. Thì anh qua ngay bên Akala bên em nhé, để trang bị ngay cho mình một bộ phim cách nhiệt để chống nóng tốt hơn. Đây, như chiếc xe VinFast này thì bên em đang dán đó là một gói phim phổ thông, gói phim của Hàn Quốc. Đấy. Với cái gói phim này thì dòng 5 chỗ thì anh em mới có thể thấy là chưa đến 4 đồng anh em đã có ngay một cái bộ phim để dán cho chiếc xe này rồi. Với kính lái là mã NC60 đảm bảo độ phim sáng cho anh em khi anh em quan sát. Đấy, còn kính sườn lấy xe mã NC20 gói đặc biệt của bên phim Hàn Quốc, phim Neko nha anh em nha. Với cái thời gian phim bảo hành lên đấy 10 năm cho anh em có tình trạng như bong chóc, nổ rộp này, lỗi phim này thì do nhà sản xuất này, bay màu này, thì đấy qua bên em bảo hành lại hết hoàn toàn cho anh em và dán mới lại cho anh em nhé. Nhưng không phim là dán là không có cái phần là sửa chữa là sửa được anh em nhé. Nên là sau khi nếu mà có lỗi có hỏng hóc thì bên em dán mới lại hoàn toàn cho anh em. Anh em có thể thấy là trên cái tủ của em là rất là nhiều cái thương hiệu nổi tiếng như là phim của ba em này. Đấy, và bên em là có chứng nhận đại lý đang chính hãng luôn nhá. Đây các bác có thể thấy là đại lý chính hãng của ba em tại Thái Nguyên, ô tô 365 đó. Đấy, nên là các bác cứ yên tâm về chất lượng phim bên em dán cho các bác đều là hàng chính hãng hết. Đấy, còn gói phim này là gói phim của Neko, ngoài ra em còn là đại lý của phim Cunlắc nữa. Đấy, và tất cả những gói phim em dán này cho các bác đều là phim chính hãng bảo hành 10 năm cho các bác. Đấy, các bác có thể nhìn thấy là sau khi trước và sau khi dán xong đây hai kính sẽ cùng với tông màu nhìn rất là thể, nhìn chiếc xe tổng thể nó rất là khỏe khoắn và rất là đẹp. Đấy, và hoàn toàn có thể cách được nhiệt cho các bác đi cảm giác mát hơn, dịu hơn, đảm bảo độ riêng tư. Còn các bác nào mà chưa dán phim ạ, hãy đến với AK ngay bên em tư vấn hỗ trợ cho các bác. Cảm ơn các bác.